À, đây là vỏ tôm nha anh em. Vỏ tôm mình ăn vỏ tôm con mình ăn nè. Rồi mình lột ra vậy. Mình lấy vỏ. Mình phơi nè. Phơi nắng. Một nắng cũng được mà phơi hai nắng luôn. Để mình mới phơi con nắng nè. Mà phơi này anh em biết làm gì không? Phơi vỏ tôm mình làm gì? Đây mình phơi cho nó khô, mới phơi nắng nữa. Cho nó khô đi khô cái mình giải nhuyễn ra hết. Giải nhuyễn ra rồi mình trộn chung với thức ăn nha, mình giải nhuyễn ra hết rồi mình trộn chung với thức ăn cho gà mái ăn nha. Đây là cho nó đẻ nhiều, cứng vỏ nó tốt nha anh em. Mình cho ăn vỏ tôm, anh em có vỏ cua cũng được, vỏ cua vỏ tôm đều được hết. Anh em phơi cho nó khô hết đi ha, vỏ tôm mình phơi cho nó khô vậy nè, đừng cho ăn vỏ trứng nè. Vỏ trứng nó nhìn nó quen á, nó mổ trứng. Mình cho ăn mấy cái vỏ tôm này nè, anh em phơi cho nó thiệt là khô rồi anh em bóp ra hết cho nó nhuyễn ra hết rồi mình trộn chung với thức ăn, cũng như như đây mình trộn nó 2-3 kg ăn chung với đó, mình trộn chung với thức ăn mình cho gà ăn, chứ anh em đừng có bóp anh nhục cho nhiều. Mình trộn chung với thức ăn luôn, để vô là gà nó ăn tự ăn, tự động nó ăn hết luôn nha anh em nhớ nha. Vỏ tôm ha, mình trộn chung vô cho nó ăn anh em, cực kỳ hay nha. Anh em bóp nát ra hết, bóp dập ra hình nhuyễn hết luôn rồi anh em trộn với thức ăn đó, anh em cho ăn hàng ngày cho mình. Như đây nhóm gì anh em trộn chừng 3-4 kg thức ăn chung như cũng được nha. Gà mái mình ăn nó đẻ đều trứng, nó sẽ đẻ đều trứng, và nó đẻ đều trứng thứ nhất, cái hai trứng nó sẽ cứng vỏ hơn nha anh em. Thì đây là bộ nọc của mình, hai mái một trống ha, hai mái một trống của mình. Thì mình trộn vỏ tôm, anh em trộn chung vỏ tôm với thức ăn đó, trộn chung thức ăn lúa rồi anh em khổ phải nói chung mình nuôi gà mái mình phải bổ sung thêm là canxi cho nó, canxi vỏ tôm. Rồi đó mình lên thành phố có cái ông đó ông chiên già luôn ha, lên thành phố mình ăn thì đi ăn quán đó, đây có ông đó ông nuôi gà trên trển á, ổng chuyên gia ông ra lụm vỏ tôm chỗ mà bán con tiết Tâm Giang anh em đó, ông lụm vỏ mình nói anh em trộn vỏ tôm cho gà mái ăn, con nào nó trứng lấy ra một cái mình nhìn mà anh giật mình. Ổng nuôi gà tâm gà tàu thôi nha, tàu lấy trứng mà ổng lấy đẻ nuôi lấy trứng đó anh em, nhìn nó trứng không gà, con gà tàu của ổng đem ra ha, với trứng mà người ta bán ngoài chợ không có giống nhau chứ mà, chứ không phải gà tàu con nào đẻ trứng cũng giống vậy nè, nó rất là cứng nha. Đó, bộ lọc mình đó, anh em xem bộ nha.